Gửi lời chào đến Hùng. Chúng ta tiếp tục với trận đấu nào. Tuấn Anh tay rất tốt, cả chân nữa. Xoa cầu rất mượt. Dừng cổ tay rất hay. Cao rồi, nhưng vẫn không làm gì được. Cầu tốt. Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đến với live stream của Sport Hùng. Đây là trận đấu đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay. Trận đấu ở nội dung đơn nam, tứ kết đơn nam mở rộng. Tuấn Anh, Từ Sơn gặp Tú, Bắc Ninh. Điểm 1-0 cho Tuấn Anh. Cái vợt áo xanh kia gần đây đã không hay thì sang bên kia xem trận còn lại nhá. Mời hai viên đang khởi động tại sân số 6, mời tiền vào di chuyển ra ngoài khởi động. Gửi lời chào đến Hùng. Chúng ta tiếp tục với trận đấu nào. Tuấn Anh tay rất tốt, cả chân nữa. Xoa cầu rất mượt. Dừng cổ tay rất hay. Cao rồi, nhưng vẫn không làm gì được. Cầu tốt. Hello. Kê cầu lỗi từ cầu. Kê cầu rất lắc. Chém sắc nhờ. Trong hay ngoài? Rồi, 12-14 cho Tú. Xoa khá hay. Rồi, mọi người xem quả đấy Tuấn Anh thực hiện pha cầu đó như nào. Chắc thế khéo nội bộ đấy, hình như giải nội bộ không phải là mở rộng. Củ cầu chéo sân khá hay, may mắn quá. 13-18. Đối đầu thực sự rất căng thẳng. Hai trận đấu Hùng và mọi người đang đón chờ nhất đó là trận đấu giữa Quốc Học và Trần Đức Duy. Cùng với đó trận đấu thứ hai đó là Vũ Văn Thiết và Minh Phúc. Vũ Thiết là tay vợt 100% phong trào, còn ngược lại thì Minh Phúc là tay vợt chuyên nghiệp tập cầu từ bé. Còn Đức Duy với Quốc Học thì có thể đánh giá là ngang nhau. Về điều kiện tập luyện thì Đức Duy có thể nói là tốt hơn
quốc học một chút. Chị anh BT Nguyễn, đây là sân nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh. Tôi là 15 tuổi nhập cuộc, xin mời công ty Phúc Đức. Thủ cầu rất chắc tay. Nguyễn Trung, Phạm Hồng Tiến, là công ty Hướng Gia Bình, cầu động viên Hướng Xuân Tông. Hay quá. Phong, để xin mời công ty kê lừa tốt. Để nhiều người được xem trận đấu này hơn nào. Tự sát rồi. 21-15 cho đầu thứ nhất kết thúc. Tất cả mọi người cũng đã quay trở lại rồi đây. Vậy là trận đấu giữa Hữu Trường và Long Bắc Ninh đã kết thúc, chiến thắng cho Hữu Trường với khoảng cách 15 điểm, 31-16. Rất bình tĩnh. Chủ yếu là Tuấn Anh, vâng. Ủa. Cây cầu rất sát, đó là một tình huống kéo lưới không qua. Theo mọi người thì vận động viên áo xanh này trong set đấu này sẽ lên được bao nhiêu điểm ạ? Điểm số 96. Phòng Lào rất khó chịu. Tay vợt áo xanh, tay vợt Tú có tay ve rất tốt. Alo ạ. Em không nghe, em đang trên băng đi quay giải. Rất chắc chắn. Với góc quay như này thì mọi người hoàn toàn có thể nhìn. Cũng rất là mong chờ luôn. Cả giải này chỉ cần quay được 3 trận đấy thôi là đã cảm thấy rất là sướng rồi. Hùng nghĩ là chắc chỉ lên được 13 điểm thôi. Kéo lưới rất chủ động. Vâng. Những pha thủ cầu chéo sân rất chủ động của Tuấn Anh. Rất nhẹ nhàng ạ. Không qua lưới rồi. Gõ cổ tay rất nhanh và chính xác. Sân số 6. Nội dung đôi nữ 19-30, mở 20, Nguyễn Thị Ngọc Anh, mở 20 vào sân số 6 thi đấu. Chúng tôi sẽ lại sân 6 đôi nữ 19-30, Bắc Ninh, Nguyễn Thị Hoa, Nam Thị Thư, công ty Hoàng Linh. Vẫn qua, khá hay. Nguyễn Thị Ngọc Anh. Tự hỏng rồi. Xin chào tất cả mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ live stream của Hùng. Trận đấu tiếp theo trên sân số 5. Vẫn qua, kéo lưới. Tí nữa thì leo lưới. Cùng đội Bắc Ninh với nhau. Trận này thực ra là theo Hùng nghĩ đó là trận đấu thủ tục thôi. Sân số 5 đội nhà là Bắc Ninh nha. Cùng tập tê với Trương Hoạch, Nguyễn Thanh Tông. Vận động viên di chuyển rất có bước nhún.
rất bình tĩnh. 19:30 Nguyễn Thị Hoa. Hai có nghĩa là hello đấy. Mọi người còn xem ở đó không ạ? Vẫn cứu được. Lại tiếp tục là một tình huống kéo lưới sở trường. Với tay vợt áo cam phía xa màn hình từng xếp top 4 Việt Nam nha mọi người. Kê cầu rất lắc. Số cuối cùng của trận đấu rồi. Đập cầu rất căng nhưng không ăn nhầm gì. Không nhầm nhò gì. Một tuần anh ông giả vừa thả vào đấy đấy. Làm gì mà không đỡ được. Xin chào Thuyết Tiên Sinh, xin chào Lê Trung Hiếu, xin chào Hùng Nguyễn, xin chào anh Hùng Đam Duy. Không thèm đọc lượt điểm nữa. Rất chủ động thủ chéo sân. Trong đánh đơn thì thường trả lại bằng những đường cầu thẳng, thì chúng ta sẽ trả bằng đường cầu chéo khi đối phương đập cầu. Còn ngược lại khi đập chéo thì chúng ta trả vào đường cầu thẳng. Thường thì là như thế bởi vì cầu nó sẽ đến đích rất là nhanh và khiến đối phương chạy một con đường dài. Cầu ngoài sân, trận đấu thứ hai kết thúc điểm 21-14. Phải nói là các anh dự đoán quá chính xác luôn. Hôm nay có hai anh dự đoán 21-14 chuẩn không cần chỉnh luôn, dự đoán 21-13 sai mất rồi. Tất cả anh em đang học trên Bắc Ninh nhá, người đang sử dụng cuốn cán chống trơn đây. Tay ai mà ra mồ hôi cầm vợt trơn, mà cầm bị trơn tay tuột vợt á, mọi người cần phải biết đến cuốn cán chống trơn này nhá. Đó. Ui, mắc đẹp. A Trúc 88. Cầm... Em không? Em đi tay. Cuộc học cho đi. Cả này xin đi. Hả? Cầm lễ không anh? Cầm cảm thấy rất là êm tay, giống như là cá xịn vậy. Cứ nói đi đấy. Nhưng mà em đúng không? Em. Em. Đấy. Được đấy. Đâu? Không phạm nào. Cuốn cầm tay ai mà đang ra mồ hôi, tay ai mà cầm vợt trơn nhá. Cảm giác rất là bắt tay và không bị trơn tuột. Đúng đẹp đúng không? Quay lại gần cho người ta. Em đi du lịch luôn. Người mà tay ai mà đang ra mồ hôi mà cầm vợt bị trơn, mọi người cần phải biết đến cuốn cán chống trơn này nhá. Úi rồi, đập mắc lên vào tít.